Vâng, xin chào đón các bạn. Hôm nay tôi lại có dịp ở gần khu vực Quỳnh Hải, Quỳnh Phụ, Thái Bình và tại nhà bác Sĩ Phượng, một trong những người mà có những đôi bàn tay giúp cho nhiều người khỏi bệnh. Và với cái niềm đam mê thì hôm nay tôi lại ghé qua để hỗ trợ cho bác. Cách đây thì khoảng trên dưới 2 tháng, cũng vào những ngày nắng nóng 39-40 độ, và tôi cũng thay cho bác một loạt chậu này, và khuôn viên của bác là được rộng rãi ra khá nhiều. Như hôm đầu thì các bạn biết rồi, gần như là rất là chật, để đi lại là rất khó khăn, nhưng hôm nay thì các bạn biết là rất là rộng rãi. Và các bạn thấy rằng sau 2 tháng thì bây giờ lá đã tốt tươi rồi. Cách đây thì 2-3 hôm thì cũng bị dông, cho nên là một số những cái lưới nó cũng bị xuống và một số mầm nó cũng bị ảnh hưởng một chút thôi, nhưng không có vấn đề gì. Những cây mà tôi cày đá thì cũng vẫn được phủ kín, rễ thì cũng đã ra khá dài rồi. Đấy, lá tốt rồi các bạn nha. Tôi muốn mở ra xem thế nào. Chăn bông là một trong những lớp chăn có thể bảo vệ cho mát gốc. Sau đó thì là một lớp ni lông để cho rễ nó ra, nó không quấn vào chăn. Đâu đây? Đây các bạn nhé. Wow. Và các cái đầu rễ mà đây. Đó, dễ ra khá nhiều. Đây các bạn nha. Đó, khi mà ép xuống thì là cái rễ nó sẽ cụp xuống luôn. Đó, sau này thì chúng ta có thể lọc rễ một lần nữa. Tôi lại đậy vào cho bác. Bên kia thì anh em đang tiếp tục hỗ trợ một số những cây xanh em gái miền quê. Các bạn biết xanh quê thì nó có chỗ nó không nảy mầm như ý muốn được. Đây các bạn nhá. Đây thì các bạn biết là một trong những cây mà có thể nó là ở trên cái chậu tầm 3 mét gì đó. Và bóng nó rộng kinh khủng luôn, nhưng mà tôi thu lại đây các bạn, cắt giật lại hết. Và bây giờ thì lên một cái loạt chậu gọi là tương đối đồng đều để cái lối đi lại của chúng ta nó rộng ra, nhưng mà cái lượng đất thì vẫn thoải mái ăn các bạn nhé. Đây rễ cũng ra từ cả trên. Đây, dễ phi. Sau khi mà gặp phải một cơn gió thì cũng làm dàn lưới cũng bị tuy nhiên thì sau đó bác lại khắc phục lại. Đây các bạn thấy mức mầm này là cũng khá đủ che thân rồi. Rất nhiều bạn cũng đã từng đến đây và thấy khuôn viên hôm nay là rất là đẹp, rộng rãi và thoáng đãng, đặc biệt là có những ngôi nhà rất cổ kính, mang phong cách Á Đông. Và một trong những cổng còn lại, giống các bạn thấy giống như ở Hà Nội 36 phố phường,
những ngôi cổng cổ, những đường nét rất tinh xảo. Đã trên 100 năm. Rất là gắn liền với lại quê hương Việt Nam. Cây lộc vừng hôm trước tôi cũng cắt giật chuyển về đây, chân bệ thân cốt đẹp, hai chú voi trầu hai bên. Đây là một loạt chậu mà hôm đó thay cho bác. Khá tốt các bạn nhé. Đấy, lá xanh đét. Ở đây là số điện thoại của bonsai Tiến Sự. Và Tiến Sự là người Lý Nhân Hà Nam, đang phục vụ cho các nhà vườn cũng như người đam mê nghệ thuật ở khắp các tỉnh thành, đặc biệt là khu vực phía Bắc. Những cốt xanh cổ già rất là quý, được bác Phượng giữ lại để trang trí cho khuôn viên, đặc biệt là những ngôi nhà cổ khá đẹp. Khi đến thì các bạn thấy từ cổng vào rồi. Và tôi cũng xin kết thúc video lần thứ hai trở lại hỗ trợ cho bác Phượng tại xã Quỳnh Hải, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo.